Soka thì chào bác nhá. Thì hôm nay em lại tiếp tục test nhanh hai con máy chơi gửi cho hai bác khách, một bác ở Ninh Thuận này, một bác ở Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk này. Đấy, thì bác ở Ninh Thuận đặt em con bơm ly tâm. Thực ra bác này đã đặt em rồi, đặt em một con trước rồi. Giờ bác dùng thấy nó hiệu quả, bác đặt để bác về lắp cho cái anh hàng xóm. Đấy, thì bác đặt em thêm cái mẫu này. Đây, thì cái con bơm này bơm ly tâm, họng hút 49, họng ra 49, công suất là 750W, hệ điện áp là 4860V nhá. Thì con này em quay rất là nhiều rồi. Đấy, thì video này em chỉ quay nhanh này thôi, quay nhanh cho anh khách của em thôi để test nhanh chơi gửi cho anh này. Còn con này của một bác ở Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, thì bác cũng cũng đặt của bên em mấy con rồi cơ, mấy con rồi. Thì bác thấy cái mẫu mới bơm bơm tát này nó hiệu quả và lượng nước nó lớn, thì bác dùng về bác làm cái hệ thống thác tuần hoàn của cái khu sinh thái của bác. Đấy, thì bác cũng đặt em cái mẫu bơm tát này. Đấy, thì hai con này thì công suất đều là 750 nhá, và hệ điện áp đều là 4860V. Nhưng mà hai tính chất, hai con này là hai dạng bơm, tính chất nó khác nhau. Một con thì là có áp, mà một con thì có lưu lượng. Đấy, công suất thì như nhau nhá, nhưng một con về thiên về áp, một con thiên về lưu lượng. Thì con này thì lượng nước rất là nhiều này, lượng nước từ 30 đến 60 khối, 30 đến 60 khối nhá, tan nước cực kỳ khỏe. Còn con này thì lượng nước thì nó chỉ tầm khoảng 16 khối thôi, nhưng mà cái đủ, nhưng bù lại cột áp con này rất là cao, cột áp con này thì đẩy lên đến 10 20 30 mét luôn. Con này cột áp này 20 30 mét cột áp. Còn con này thì áp chỉ đâu đó khoảng 5 5 đến 10 mét đổ lại thôi. Đấy, nó không cao được. Thì con này thì em cũng đã đầu nối sẵn đây. Đấy, nối CB đây. Thì em có một dàn pin này em cũng quay rất là nhiều như ở video khác rồi. Đây là 4 tấm, em là 4 tấm 700 à 370W. Đấy, hiện tại em đang câu hệ hai tấm nối tiếp, xong câu song song với hai tấm còn lại. Đấy, sẽ là hệ hệ 70V. Tại vì tấm này của em là tầm 370W thì cái điện áp hở mạch của nó tầm một tấm khoảng 35V. Đây, em sẽ đo luôn là điện áp hở mạch khi chưa bật máy. 71V này. Đấy, con này em đã lắp rồi nhá. Dưới đây, em cho đầu hút 49, hút 49 xả 49 luôn. Để quay luôn cho các bác xem, cũng như là cho anh khách của em xem. Ok, em bật máy này. Đây là mẫu tự động thì là cấp điện là nó tự chạy thôi. Rồi, nước à. Đấy, anh nhỉ. Nước cực kỳ khỏe luôn. Mẫu này bên em làm rất là nhiều rồi. Thì cũng giới thiệu rất nhiều, cũng test rất nhiều rồi. Dùng rất là hiệu quả. Các bác khách em phản hồi lại dùng bộ này, dùng con này cực kỳ hiệu quả luôn. Nó ăn điện nó ít điện này, nhưng mà hiệu suất rất là cao. Đó, hiện tại em đang chạy 4 tấm 370 nhá. Rồi, em đo công suất máy đang ăn là bao nhiêu nhá. Đây, hiện tại nó đang còn 65V. 65V. Là dòng ăn khoảng đây. Đó. Hiện tại con này có ăn công suất khoảng 650W. Vô em vừa đo 65V này, dòng ăn khoảng 10A, có nghĩa là con này đang ăn 650W. Mà 650W bao nhiêu này? Ống ra 49 nhá. Đây, lực nén cực kỳ khỏe luôn. Đấy, con này thì nó là mẫu bơm bơm nén, bơm đa năng thuộc dạng nén. Rồi ok, tiếp theo thì em sẽ đấu nối để test nhanh cái con bơm tát này cho bác khách ở ở Buôn Ma Thuột Đắk Lắk nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ đấu nối lại con bơm tát này. Còn con bơm này thì em đã vừa test xong rồi, vừa đấu nối test nhanh đây. Đấy, chạy cực khỏe nhá. Vâng, đây em vừa mới đấu nối lại con bơm tát, thì em vừa mới test xong rồi con bơm ly tâm. Giờ đấu con bơm tát này để test nhanh chơi gửi cho cái chú khách ở ở Đắk Lắk nhá, ở Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Thì đây, thì em cũng vẫn là đấu nối với hệ 4 tấm pin, thì là hai tấm nối tiếp xong câu song song và hai tấm còn lại. Thì điện áp hở ra hở mạch vẫn là tầm khoảng 70 này, 70V này. Rồi ok nhá, bây giờ em bật máy này. Thì đây vẫn là cũng là mẫu mẫu tự động, cấp điện là máy chạy thôi. Bật máy này, mẫu này lượng nước cực kỳ lớn. Đây các bạn nhìn này, máy vẫn chạy. Rồi, mà nhìn này, quá khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Đây nhá, đây là ống 76, ống 76 nó phun xa như này, nó xa đến 3-4 mét đấy, như vòi rồng luôn. Đấy, lượng nước cực kỳ nhiều nhá. Rồi em đo công suất này. Đây, nó ăn 11A này. Công suất nó đưa ăn là 11A. Còn bao nhiêu vô đây?
Đây, cái vôn nó là 60 63V, 64V. Đấy, con này đưa ăn tầm khoảng 700W. Ăn 700W thôi nhá. 700W mà bao nhiêu này? Đấy, lượng nước ra như này cơ mà. Cực kỳ khỏe luôn. Thì con này thì lượng nước ra rất là nhiều. Thì thích hợp việc bơm tát nước này, tát nước hay là bơm luồng này. Bơm luồng, bơm lưu lượng lớn. Thì đây là mẫu ngoài bơm lưu lượng lớn. Vâng, thì em cũng vừa mới test nhanh hai con máy để chơi gửi cho hai bác khách. Thì bác nào nhu cầu tìm hiểu tham khảo thì liên hệ trực tiếp với hotline sẽ để dưới các màn hình. Đấy, vâng, Shop K2 cảm ơn bác nhé. Chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, Shop K xin chào các bác.